Bằng Châu xin kính chào quý vị. Nhân mùa lễ cuối năm và để kỷ niệm 10 năm thành lập, công ty Then Lê Yến ngày hôm nay có một chương trình rất đặc biệt. Ngoài sự hiện diện của chị Cathy là chủ nhân Then Lê Yến, còn có một người nữ ca sĩ rất khả ái, đó là nữ ca sĩ Như Quỳnh, đã cùng với Bằng Châu đồng hành với chị Cathy trong suốt 10 năm qua. Xin ái chào chị Cathy và chào Như Quỳnh. Cathy xin mến chào chị Bằng Châu và thân ái chào Như Quỳnh. Như Quỳnh xin mến chào chị Bằng Châu và đặc biệt chào người chị rất dễ thương, Cathy. Thank you em. Kính thưa quý vị, là như Bằng Châu đã nói rồi thì nhân kỷ niệm 10 năm thành lập thì chắc chắn là chị Cathy sẽ có những cái chương trình on sale đặc biệt cho cái tiệm yến của mình. Dạ thì cũng nhân cái mùa lễ đã đến và cũng để kỷ niệm công ty Then Lê Yến thành lập được 10 năm thì chúng tôi cũng xin gửi đến những cái đặc biệt cho quý khách hàng, là cũng để mà ưu ái cho nên chúng tôi 10% đặc biệt, 10% off cho quý khách hàng. Thì cũng nhằm để cảm tạ và tri ân đến quý khách hàng đã ủng hộ cho công ty Then Lê Yến trong suốt thời gian qua. Như Quỳnh biết không, đây là lần đầu tiên đó mình làm việc chung chị Cathy là 10 năm rồi mà mới có một cái chương trình hết sức là đặc biệt là 10% off, chưa bao giờ xảy ra. Vâng, em cũng đồng ý với chị Bằng Châu. Cái lý do đó, cái lý do đó thì cũng như chị Bằng Châu cũng đã biết đó, ở đây đó thì hàng của Then Lê Yến lúc nào cũng vậy đó, một điều rất là quan trọng là Then Lê Yến đã dùng cái uy tín của mình mà nhận được rất là nhiều cái ưu ái của khách hàng, cho nên từ đó đó tổ yến ở tại Then Lê lúc nào cũng vậy hết á, chất lượng phải thượng phẩm, phải tốt. Cho nên là em cũng mách với lại chị Bằng Châu với lại Như Quỳnh biết là vừa rồi đó thì em cũng lặn lội đến tận Indonesia để mà tìm kiếm những cái tổ yến chất lượng tốt để mà trao đến tận tay quý khách hàng, hầu mang lại nhiều sức khỏe cho người dùng. Mà Như Quỳnh biết không, chị Bằng Châu thường đùa đó là cuộc hành trình về phương đông của chị Cathy. Đó là cũng là ý nghĩa của Quỳnh đó chị Bằng Châu. Một chặng đường rất là đầy chông gai, nhưng mà cái điều quan trọng như chị Cathy và chị Bằng Châu vừa mới gửi đến quý khách hàng của Then Lê, đem lại cái sức khỏe và cảm ơn, tri ân tới khách hàng của Then Lê. Hiện nay đó thì trên thị trường cũng có rất là nhiều cái loại yến mà giá cả cũng như chất lượng nó khác nhau. Thì nhân đây đó, vì vừa rồi đó giống như chị Bằng Châu nói là em đã có một cái cuộc hành trình đi đến tận Indonesia đặng mà tìm kiếm những cái tổ yến tốt. Thì chính vì cái lý do đó đó cho nên đó, bây giờ đó là hàng yến của Then Lê đã đến trực tiếp từ Indonesia và được tuyển chọn với những cái thượng phẩm. Cho nên vì đó đó bây sẽ giờ có 10% mình, off. Dạ, đó, bây giờ thì mình 10% off cho quý khách hàng. Coi như là mình mua tận gốc thì mình bán tận ngọn. Đặc biệt là tất cả các loại yến trong nhãn màu xanh và nhãn màu đỏ đều bớt 10% phải không? Dạ, đúng rồi chị. Nhãn xanh, nhãn đỏ đều được 10% hết. Bên cạnh đó, ví dụ như quý vị mua với một cái số lượng khá đặc biệt, ví dụ như 250 gram trở lên, thì chúng tôi có quà tặng đặc biệt. Ngày hôm nay đó thì ba chị em chúng tôi hiện diện ở đây để mà trước nhất thì cũng gửi lời chúc đến cho quý khách hàng. Và bên cạnh đó đó thì đây là cái sự đồng hành của ba chị em chúng tôi trong 10 năm. Bằng Châu thấy rằng đó, mỗi khi mà khách hàng đến gặp Cathy là ồ sao mà da chị đẹp thế. Rồi chưa kể nữa, như quý vị thấy là Như Quỳnh thì đi hát rất là nhiều, coi như là tuần nào cũng phải đi show, có khi là đi 2-3 show liên tục những cái ngày lễ hội, cho nên rất là bận rộn, nhưng mà giọng hát vẫn thanh tao và da vẻ vẫn đẹp như thường. Cảm ơn chị Bằng Châu đã quá khen Quỳnh. Thật sự thưa quý vị, Quỳnh chỉ ao ước mà đến một cái độ tuổi như mà đẹp như chị Bằng Châu cũng như chị Cathy, đó là cái điều hạnh phúc của Như Quỳnh rồi. Cho nên là đây là lời nói rất là thật lòng, mà cũng nhờ xin phép chị Bằng Châu, chị Cathy, nhờ dùng Then Lê Yến trong những năm vừa qua mà Quỳnh cảm giác như là
Em như cô gái hãy còn xuân. Quá. Bữa nay là chỉ cần là có một câu thôi đó hả? Dạ. Đúng rồi. Thôi. Nghĩa là nhìn như Quỳnh là vẫn là trẻ mãi không già. Mà nhất là nghệ sĩ đó thì Băng Châu nghĩ không bao giờ có tuổi hết. Vâng ạ. À. Vừa rồi đó thì cô Như Quỳnh cũng có một cái câu hát mà nhờ dùng Yến tại Ten Lê cho nên á. Em như cô gái hãy còn xuân. Đúng rồi. Thì thôi bây giờ mình cũng tiếp theo đi nha. Yeah. Chị Châu cũng cho hai cái câu hò, đó là hai cái câu hò trademark của Thanh Yến. Xong rồi sau đó mình lại tiếp tục mạng đàm nữa. Bây giờ mà Như Quỳnh ráng nghe chị Băng Châu hò nha. Tất cả quý thính giả đều nghe. Mong đợi. Dạ. Hò người ơi chọn mặt gửi vàng chứ chắc ăn nên đến hò chứ chắc ăn nên đến mua hàng then quá hay phải không quý vị, cái này là họ like, họ like quá hay. Wow. Thì hôm nay đó cũng nói đi rồi nói lại thì cũng nhân dịp mùa lễ sắp đến, chúng tôi tại Thanh Lý Yến có những cái tổ yến vô cùng tốt, đã trực tiếp đến từ Indonesia. Thì đây cũng là một cái dịp mà con cháu để bày tỏ lòng kính biếu đến cho cha mẹ cũng như là những người thân. Thì nếu quý vị có nghĩ đến sức khỏe thì hãy gọi cho Ten Lê Yến, cái số điện thoại là 714-418-9788. Chúng tôi sẽ gửi hàng 50 tiểu bang và miễn cước phí. Băng Châu xin nhắc lại, ngay từ bây giờ mà trong cái mùa lễ hội này, quý vị nhớ mua yến tại công ty Ten Lê Yến là một công ty uy tín hàng đầu và yến với chất lượng rất là tốt. Nhưng đặc biệt lần đầu tiên chưa bao giờ Ten Lê Yến có cái mà promotion như thế này, tức là 10% off cho tất cả các loại yến nhãn màu xanh và nhãn màu đỏ. Nhưng mà Băng Châu được biết thêm là chị Cathy nghĩ rằng khi mà quý khách mà gọi đến tiệm đó mà order càng nhiều thì quà tặng bất ngờ sẽ càng nhiều, có đúng không Cathy? Đúng rồi chị. Lúc nào cũng vậy hết á, công ty Ten Lê Yến đã chuẩn bị rất là nhiều quà để gửi tặng đến cho quý khách hàng. Nhưng mà hôm nay chúng tôi không có tiện nói ra. Thì nếu quý vị thắc mắc gì đó thì xin gọi về cho Ten Lê Yến cái số điện thoại là 714-418-9788. Còn Như Quỳnh thì trong thời gian qua Như Quỳnh ăn yến thôi mà da vẫn đẹp và hát vẫn hay. Cảm ơn chị Băng Châu. Mà hôm nay là phải nói cho chị Băng Châu không phải là nịnh nha. Hôm nay rất là xinh. Ôi, rất là đẹp, rất là xinh. Nhưng mà... Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Chị Băng Châu biết không, ngoài cái đó Như Quỳnh đại diện quảng cáo cho Ten Lê Yến đó, kỳ này đó nếu mà quý vị mà có thấy Như Quỳnh mà đi show ở đâu thì hãy hỏi Như Quỳnh cho lịch của Ten Lê Yến. Đó là điều mà Như Quỳnh cũng muốn đến thời muốn chia sẻ đến quý vị. Đây là một cái sự đặc biệt của công ty Ten Lê Yến đã dành cho tất cả quý khách hàng cũng như một lời cảm ơn tri ân, cho nên có một quà tặng là bộ lịch. Dạ, năm 2017. Dạ. Vâng, nếu quý vị ưu ái Thanh Lê Yến cũng như chị Băng Châu cũng như cá nhân Quỳnh thì hãy đến Thanh Lê Yến và cũng như nhận được những món quà rất là đặc biệt, trong đó có bộ lịch của 2017. Dạ. Cathy có thể kể lại sơ về cái hành trình mà đi qua Indo nó cực khổ như thế nào cho khán giả biết thêm đi, nãy nói ngắn quá. Đúng rồi. Dạ, thì thực sự ra đó thì trước đây đó thì mình cũng bán yến nhưng mà mình qua trung gian. Thì sau một thời gian em suy nghĩ đó thì làm sao mà để đạt được cái chất lượng tốt hơn, khá hơn và cái giá cả nó phải đặc biệt hơn. Thì đó là cái điều mình đứng vững trên thị trường. Thì cũng sau gần 10 năm như vậy đó, em cứ khắc khoải hoài à. Thì em nghĩ là không có gì bằng á, mình phải làm một cái hành trình đi tận nơi. Thì sau khi mà em qua đến tận Indo đó thì em mới thấy được đúng rõ ràng là những cái tổ yến tốt á phải do chính mình lựa chọn. Mình chọn lựa những cái tổ yến tốt rồi sau đó đó em có thuê công nhân ở tận bên Indo đó, họ nhặt lựa những cái tổ yến bằng tay, bằng nhíp. Mà khi họ nhặt lửa bằng tay, bằng nhíp á, tất cả những cái nước mà họ ngâm cái tổ yến vào để nhặt lửa đều phải là nước lọc, phải trong, phải sạch.
Cho nên khi mà mình đến tận nơi đó, mình thấy mình mới biết được. Chứ hồi nào tới bây giờ mặc dù mình bán yến nhưng mà mình cũng coi và xem qua tài liệu hình ảnh, nhưng mà mình cứ hơi nghi ngờ, không có biết là có phải đúng như vậy hay không. Thì vừa rồi đó em mới đến tận nơi thì em mới nhìn thấy được là những cái biển đảo đó chị, những cái biển đảo mà những cái tổ yến đó nó gắn ở trên những cái biển đảo như thế nào, làm sao mình phân biệt được là những cái tổ yến tốt, làm sao mình phân biệt là những cái tổ yến chất lượng nó kém. Rồi sau đó khi người ta mang về rồi đó, người ta sẽ nhặt lựa như thế nào đó. Thì em đã qua tất cả những cái hành trình đó, thì trong tương lai em sẽ nói nhiều hơn về những cái biển đảo là cái nơi mà chim yến nó làm tổ. Nhưng mà gian nan lắm, rất là gian nan phải không chị? Hy vọng chương trình lần tới nếu mà thời lượng mà cho phép, rất mong chắc chị Băng Châu cũng đồng ý với Như Quỳnh, mình cũng muốn nghe được cái sự gian nan vất vả cũng như chị nói là cái hành trình đi tìm tổ yến tốt. Cho nên lúc nào cũng vậy đó, đối với Cathy đó, thì khi mà mình nghĩ đó, mình bán một cái mặt hàng nào mà mình chuyên về cái mặt hàng đó đó, lúc nào mình cũng phải để tâm, mà mình phải chú ý đến mỗi một ngày đó, hàng hóa chất lượng mình phải tốt hơn. Mà làm sao mà tìm được á, ngoài cái chất lượng tốt, hàng thật, giá cả mình cũng phải đặc biệt hơn. Đúng rồi. Đó là cái lý do mà sau khi á, sau cái chuyến đi về đó đó, cho nên á, Cathy quyết định là thôi thì cũng nhân dịp 10 năm thành lập mình để cảm tạ quý khách hàng, cho nên Thanh Lê Yến cho 10% off với tất cả các nhãn hiệu. Và giống như nhãn xanh, nhãn đỏ gì đều được 10% off hết. Bên cạnh đó vẫn có quà tặng và thố, đường phèn, các phụ liệu đồ đi kèm. Kính thưa quý vị, một cái chương trình rất là đặc biệt để tri ân quý khách hàng đã ủng hộ cho công ty Thanh Lê Yến trong suốt 10 năm qua. Thì Băng Châu xin nhắc lại 10% off. 10% off chưa bao giờ xảy ra tại Thanh Lê Yến. Khi quý vị mua tất cả các loại yến mang nhãn hiệu là Thanh Lê Yến, ngay cả nhãn màu xanh và nhãn màu đỏ, bên cạnh đó nếu quý vị mua nhiều thì sẽ có quà tặng bất ngờ. Và cũng như là nếu mà quý vị đi coi những cái show mà có nữ ca sĩ Khả Ái Như Quỳnh trình diễn thì sẽ có lịch mà của Thanh Lê Yến và quý vị đòi cho được lịch đòi của Thanh Lê Yến. Như Quỳnh sẽ không tặng skinny, chỉ tặng lịch thôi, và chị cũng là công ty Thanh Lê Yến đã dành cho khách hàng. Cảm ơn Cathy, chắc là Cathy gửi lời đến quý khán giả. Cathy xin kính chúc quý khán giả cũng như quý khách hàng được một năm may mắn, hạnh phúc và được nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó thì ba chị em chúng tôi lúc nào cũng đồng hành trong suốt thời gian. Thì cũng nhân dịp là Tết và lễ đó thì ba chị em chúng tôi hiện diện đây để chúc Tết đến quý khách hàng. Quỳnh còn nghĩ tới lễ tình nhân nữa kìa. Và cái Tết của mình là đương nhiên rồi. Đang yêu cho nên lúc nào cũng nghĩ tới ngày tình nhân. Kính thưa quý vị, một lần nữa, nữ ca sĩ Như Quỳnh, chị Cathy và Băng Châu xin trân trọng kính chào quý vị.